Chào các em, chúng ta vào bài mới nhé. Đó là bài 4, Khát nước châu Á. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 15. Nội dung bài 4 có 2 phần. Phần thứ nhất, các em sẽ tìm hiểu về tình hình chung của các nước châu Á. Và phần thứ hai, các em sẽ tìm hiểu cụ thể một nước mà có nhiều biến động, đó chính là Trung Quốc. Trước hết, các em sẽ tìm hiểu tình hình chung. Đây là lược đồ châu Á. Châu Á hay còn gọi là Á Châu, nằm phần lớn ở Bắc Bán Cầu. Đây là châu lục lớn nhất thế giới với diện tích là 44 triệu km vuông, trong đó rộng nhất là Trung Quốc 9,6 triệu km vuông. Tính đến năm 2017 thì châu Á có 48 quốc gia. Và dân số năm 2017 là trên 4 tỷ người, đông nhất là Trung Quốc trên 1 tỷ tư người. Châu Á là nơi bắt đầu ba tôn giáo lớn của thế giới, đó là Phật giáo, Hồi giáo và Cơ đốc giáo. Trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ thuộc châu Á, thì Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Israel, Hồng Kông và Macau được công nhận là những quốc gia và vùng lãnh thổ có nền kinh tế công nghiệp phát triển. Số còn lại là các nước đang phát triển, trong đó Trung Quốc và Ấn Độ là hai nước đang phát triển có diện tích và dân số lớn nhất trên thế giới. Mặc dù còn tồn tại khoảng cách, tuy nhiên nền kinh tế các nước châu Á nhìn chung đều có sự phát triển và tăng trưởng nhất định. Vậy trước chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình châu Á như thế nào? Trước chiến tranh thế giới thứ hai, các nước châu Á là thuộc địa hoặc là nửa thuộc địa của đế quốc thực dân trừ Nhật Bản. Nhật Bản không những không bị biến thành thuộc địa mà Nhật Bản còn vươn lên, trở thành một đế quốc giàu mạnh và đi xâm chiếm các nước khác làm thuộc địa. Còn sau chiến tranh thế giới thứ hai, tình hình châu Á như thế nào? Sau chiến tranh thế giới thứ hai, một cao trào giải phóng dân tộc đã phát triển mạnh mẽ và lan rộng khắp châu Á. Cho tới những năm 50 của thế kỷ 20 thì phần lớn các nước đã giành được độc lập như là Trung Quốc, Ấn Độ. Và suốt nửa sau thế kỷ 20, tình hình châu Á như thế nào? Suốt nửa sau thế kỷ 20, tình hình châu Á không ổn định. Vì sao? Có 3 lý do. Lý do thứ nhất là các nước đế quốc gây ra nhiều cuộc chiến tranh xâm lược, nhất là ở khu vực Đông Nam Á và khu vực Tây Á hay còn gọi là khu vực Trung Đông, như là Pháp chiếm Đông Dương, ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Lý do thứ hai là sau khi thôn tính thì các nước đế quốc cố duy trì cái ách thống trị của chúng, chiếm các vị trí chiến lược quan trọng và ra sức ngăn cản phong trào cách mạng ở châu Á, như là Pháp cố duy trì cái ách thống trị ở Đông Dương. Còn lý do thứ ba là sau chiến tranh lạnh thì ở châu Á lại diễn ra những cuộc xung đột tranh chấp biên giới, vùng lãnh thổ hoặc là phong trào ly khai với những hành động khủng bố hết sức dã man như là Ấn Độ, ở Pakistan, ở Philippines, vân vân. Cô mời các em ghi bài phần 1 La Mã, tình hình chung. Giờ các em tiếp tục tìm hiểu phần 2 La Mã, Trung Quốc. Và các em sẽ tìm hiểu nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong hoàn cảnh nào và nó có ý nghĩa lịch sử như thế nào. Đây là lược đồ Trung Quốc. Trung Quốc tên chính thức là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nằm ở phía đông của châu Á,
thủ đô là Bắc Kinh, với diện tích gần 9,6 triệu km2, dân số năm 2017 là trên 1 tỷ tư người. Đây là quốc gia lớn thứ tư trên thế giới, nhưng Trung Quốc lại có đường biên giới với nhiều quốc gia nhất, 14 nước. Cũng vì tiếp giáp với nhiều nước, cho nên giao thương du lịch phát triển mạnh và Trung Quốc có ảnh hưởng lớn tới nhiều nước. Ví dụ như dịch viêm phổi cấp do nCoV mà ta hay gọi là dịch COVID-19, xuất phát từ thành phố Vũ Hán của Trung Quốc đã trở thành tình trạng khẩn cấp toàn cầu, lây lan ra 26 quốc gia và cho đến hiện tại thì nó vẫn diễn biến phức tạp trên toàn thế giới. Trước đó là dịch SARS năm 2002, xuất phát từ tỉnh Quảng Đông cũng của Trung Quốc, cũng đã lây lan ra 37 quốc gia. Vậy nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời trong hoàn cảnh nào? Chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về cuộc chiến quốc cộng lần thứ hai từ năm 1946 đến năm 1949, giữa một bên là Quốc dân đảng của Tưởng Giới Thạch và một bên là Đảng Cộng sản của Mao Trạch Đông. Sau kháng chiến chống Nhật thì tương quan lực lượng nghiêng về phía Quốc dân đảng và lại được trang bị vũ khí hiện đại do Anh Mỹ cung cấp nữa. Nhưng về phía Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng có những cái thuận lợi, đó là lực lượng chủ lực đã tăng lên và được Liên Xô trao lại toàn bộ số vũ khí thu được từ quân Nhật. Từ tháng 7 năm 1946 đến tháng 6 năm 1947, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc do Đảng Cộng sản lãnh đạo đã dùng nông dân chiêu dụ được nhờ cải cách ruộng đất để phòng ngự thụ động thu góp vũ trang để lại từ quân Nhật. Dựa vào những thành viên đầu hàng được huấn luyện tốt của Quốc dân đảng để điều khiển, sau đó chuyển sang phản công, đánh chiếm các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát. Do biết điểm yếu về số lượng cũng như trang bị của mình, cho nên là họ tránh mũi nhọn quân Quốc dân đảng, tiến hành tiêu thổ để bảo toàn lực lượng, đồng thời tích cực đánh tiêu hao quân Quốc dân đảng. Và chỉ sau một năm thì cái tương quan, cán cân tương quan lực lượng trở nên thuận lợi hơn cho Hồng quân Trung Quốc và họ đã tiêu diệt được 1,12 triệu quân Quốc dân đảng và phát triển lực lượng của mình lên tới 2 triệu người. Đến tháng Giêng năm 1949 thì Hồng quân Trung Quốc đã chiếm được Bắc Kinh. Ngày 21 tháng 4 năm 1949, lực lượng Hồng quân Trung Quốc vượt sông Trường Giang. Ngày 23 tháng 4, họ đã chiếm được Nam Kinh, thủ đô của Quốc dân đảng. Lá cờ đỏ đã được cắm trên phủ tổng thống, chấm dứt sự thống trị của Quốc dân đảng sau 22 năm. Và ngày 12 tháng 5, quân giải phóng đã bắt đầu tiến công Thượng Hải. Đến ngày 27, Thượng Hải hoàn toàn giải phóng. Vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, 30 vạn người dân Trung Quốc đã tập hợp tại quảng trường Thiên An Môn, mang cờ, hoa, đèn rực rỡ, đủ màu sắc. 3 giờ chiều, Chủ tịch Mao Trạch Đông đã cùng các lãnh đạo chủ yếu bước lên lễ đài trên lầu thành Thiên An Môn. Mao Trạch Đông đã nghiêm trang tuyên bố thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, thủ đô là Bắc Bình, nay đổi là Bắc Kinh. Tưởng Giới Thạch và 2 triệu người thuộc phe Quốc dân đảng đã chạy ra đảo Đài Loan vào ngày 10 tháng 12 năm 1949 và thành lập nên nước Đài Loan do sự giúp sức của Anh và Mỹ. Đối với Trung Quốc và thế giới, sự ra đời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ý nghĩa lịch sử như thế nào? Đối với Trung Quốc, sự ra đời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã kết thúc ách nô dịch hơn 100 năm của đế quốc và hàng nghìn năm của chế độ phong kiến, đưa đất nước Trung Quốc bước vào một kỷ nguyên mới, đó là kỷ nguyên độc lập tự do. Còn đối với quốc tế, hệ thống xã hội chủ nghĩa không còn giới hạn ở châu Âu nữa, mà từ đây nó đã nối liền từ châu Âu sang châu Á. Cô mời các em ghi bài. Các em vừa tìm hiểu xong phần 1 nhỏ. Phần 2 và phần 3 nhỏ là chương trình giảm tải của Bộ Giáo dục. Bây giờ các em sẽ tìm hiểu tiếp phần 4 nhỏ, công cuộc cải cách mở cửa từ năm 1978 đến nay. Nói đến công cuộc cải cách mở cửa ở Trung Quốc năm 1978, phải nhắc đến ông Đặng Tiểu Bình, người đứng đầu Trung Quốc lúc bấy giờ. Đặng Tiểu Bình được gọi là kiến trúc sư của Trung Quốc thời hiện đại và được xem là một trong những nhân vật ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.
Ông được chọn là nhân vật của năm của tạp chí Time năm 1978 và năm 1985. Ông được nhớ là do những cải cách kinh tế của ông đã khởi xướng. Với những cải cách của ông đã chèo lái Trung Quốc hướng tới một nền kinh tế thị trường, dẫn tới sự tăng trưởng kinh tế rất cao, tăng tiêu chuẩn sống của hàng trăm triệu người, mở rộng sự tự do về văn hóa và cá nhân, và kết quả là đã đưa đất nước Trung Quốc bước vào hội nhập với nền kinh tế của thế giới. Nhiều người dân đã thoát ra khỏi sự đói nghèo và làm giàu nhanh chóng trong suốt thời gian lãnh đạo của ông. Hơn nữa, những chiến thuật mạnh tay đã giữ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thống nhất, đối nghịch với quốc gia cộng sản quyền lực khác cùng thời điểm lúc bấy giờ, đó là Liên Xô, đã sụp đổ vào năm 1991. Vậy nội dung đường lối mới của Đặng Tiểu Bình như thế nào? Trước hết, Trung Quốc vẫn đi theo con đường chủ nghĩa xã hội nhưng mang màu sắc của Trung Quốc. Thứ hai, công cuộc cải cách của Đặng Tiểu Bình là lấy phát triển kinh tế làm trung tâm. Thứ ba, thực hiện cải cách mở cửa, có nghĩa là cho phép nước ngoài đầu tư kinh doanh ở Trung Quốc. Vậy thì mục đích của đường lối đó là gì? Đó là hiện đại hóa đất nước, đưa Trung Quốc trở thành một quốc gia giàu mạnh và văn minh. Cô mời các em ghi bài. Qua quá trình đổi mới, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu to lớn như thế nào? Thì qua quá trình đổi mới, Trung Quốc đã đạt được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới. Tổng sản phẩm GDP của Trung Quốc tăng 9,6% một năm, đứng hàng thứ bảy thế giới. Tổng giá trị xuất nhập khẩu và đầu tư nước ngoài tăng. Chính vì thế mà đời sống nhân dân của Trung Quốc đã được nâng cao rất rõ rệt. Đây là những thành tựu to lớn, nổi bật của Trung Quốc trong giai đoạn cải cách mở cửa. Đây là thành phố Thượng Hải, một thành phố công nghiệp hiện đại và cũng là một điểm đến không thể bỏ qua khi du lịch Trung Quốc, rất đẹp và rất tráng lệ. Và chính sách đối ngoại của Trung Quốc trong thời kỳ đổi mới như thế nào? Trung Quốc đã bình thường hóa quan hệ với Liên Xô, Mông Cổ, với Việt Nam, quan hệ hữu nghị hợp tác với hầu hết các nước, thu hồi chủ quyền đối với Hồng Kông năm 1997, Macau năm 1999. Đây là những sự kiện có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Trung Quốc. Vậy những thành tựu trên có ý nghĩa như thế nào? Với những thành tựu trên thì địa vị Trung Quốc đã ngày càng được nâng cao trên trường quốc tế. Cô mời các em ghi bài. Bài học hôm nay đến đây là hết. Ở nhà các em nhớ chép bài vào tập, đọc và ghi tựa trước bài 5. Thân mến chào các em. Cô mong sớm gặp lại các em một ngày không xa nhé.